Xin chào các bạn, mình là Tôn MZ và trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể đọc được suy nghĩ của một ai đó qua những lá bài. Và xin chào mừng các bạn đã đến với series Điều đó là không thể, phần số 5. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào video biểu diễn và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Các bạn nhé, đầu tiên này. Bây giờ anh em đây được xem một tập rồi. Bạn okay. Đây là cháo bài lên. Sau một năm anh em lại gặp nhau. Đúng một năm trước là bạn lên video đúng cái chỗ này luôn. Ui, pha rô, được không bạn? Tôi làm bảo học thì cũng được 8-7 năm rồi. À, ok. Ok luôn. Ok. Môi trường quyền. Bạn chỉ cho tôi ba lá bài. Chỉ từng lá một. Chỉ ba lá bài. Đây. Đây đúng không? Có chắc không? Có. Đây. Ở đây nữa. Đây nữa. Ba lá bài. Đấy. Đó là những cái tầm trai thôi. Bạn không muốn thay đổi không? Không đúng không? Lấy ba lá bài. Cầm ba lá bài cho tôi, nhìn ba lá bài và cho anh em nhìn. Tôi không nhìn, tôi sẽ ngồi lưu lại một chút để cho anh em nhìn ba lá bài. Tôi không nhìn nhé. Ba lá bài vào chọn tôi nhìn đúng không? Cứ rõ ra, cho em nhìn tôi không nhìn nhé. Bạn ơi, đừng có ôm. Ôm, ôm, ôm. Bạn ơi, ôm, đừng có ôm ba cây này trước này. Rồi. Bạn cầm đi, bạn cầm. Cho camera nhìn qua nữa. Giờ tôi bên đây nhìn nhé. Ba lá bài ngẫu nhiên đúng không? Bạn cầm và dơ như này cho mọi người cùng nhìn. Tôi sẽ cố đọc. Nhưng mà bạn là một người chọn lá bài nên bạn sẽ đặc biệt hơn. Bạn giúp tôi nhớ một lá bài ở trong ba lá bài này và không cho ai biết cả. Bạn nhớ ông đầu thì một lá. Ok chưa? Đầu tiên này. Tôi đoán nhé, lá bài của bạn chọn màu đen. Đen đúng hay sao? Đúng à? Ok, thế thì bây giờ nhé. Bạn giúp tôi này. Bạn nhìn ba lá bài đi. Và bạn bỏ cái lá bài ất cơ xuống, bỏ xuống đi. Đây không phải là bài bạn chọn đúng không? Sao biết được con này? À, thế là ảo thuật vậy. 7-8 năm. Ôi, từ nhé. Từ. Tiếp tục bạn bỏ xuống tôi là bài hai rô xuống. Bạn ma quỷ vào. Con bạn chọn chắc hẳn là con 9 bích đúng không? Thì vào. Bạn nhìn trong đầu đúng không? Bạn cũng là ma. Ok, và như thường lệ, nếu em không muốn mất đi cái cảm giác phê khi xem một trò ảo thuật, hay là anh em không thực sự muốn tập luyện cái trò ảo thuật này mà chỉ xem vì tò mò thôi, thì chúng ta có thể thoát cái video này ra. Còn nếu em nào thật sự muốn tập luyện cái trò ảo thuật này và không ngại mất cảm giác phê đó, thì hãy cùng vào video hướng dẫn của trò ảo thuật này thôi. Để làm được cái trò ảo thuật này thì các bạn cần chuẩn bị hai cánh tay còn nguyên vẹn nhé, và một cái bộ bài. Với một tay thì chúng ta sẽ không làm được cái trò ảo thuật này đâu. Rồi, việc đầu tiên mình sẽ cho khán giả chọn ba lá bài như ở trên video đúng không? Rồi, chỉ ba lá bài chứ không phải chọn nhá. Khán giả sẽ được chỉ thôi. Chỉ từng lá bài, sau đó mình đẩy nó lên như thế này. Đó. Ví dụ ba lá bài đi, thực chất đây không quan trọng đâu. Đó, thì các bạn cần tập một kỹ thuật là sau khi mà các bạn đã đẩy được ba lá bài lên này này, các bạn sẽ phải bò lại và sau đó kéo sang trái như thế này. Đó, chỉ như vậy thôi. Đấy là kỹ thuật đầu tiên. Ok, mình xem lại nhá. Cho khán giả chọn ba lá bài. Như thế này. Rồi, sau đó đẩy sang một bên và cho nó gọn lại như này. Đó, đó là xong cái kỹ thuật đầu tiên. Và các bạn cứ yên tâm và kiên nhẫn một chút nhé. Chúng ta sẽ hiểu trò thuật này ngay sau đây thôi. Rồi, xong cái bước đầu tiên rồi. Đến bước số 2. Bước số 2 đó chính là các bạn sẽ phải kinh ba lá bài ở cuối và làm dấu ngón út như này. Đó. Kinh ba lá bài ở cuối và làm dấu ngón út nhé. Chúng ta sẽ cầm ba lá bài này, làm dấu ngón út vào này. Các bạn khi mới tập thì cứ để ngón út thật là lớn như này, không sao cả. Rồi, chúng ta sẽ để nó vào đây như thế này. Tiếp đến, chúng ta sẽ làm lại bước đầu tiên là các bạn sẽ cho khán giả chọn ba lá bài, 1 này, 2 này và 3. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đẩy sang một bên. Rồi. Và cho lại vị trí trông nó có vẻ vừa vặn một chút như thế này. Lúc này chúng ta đã có làm dấu ba lá bài ở cuối. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ cầm ngón giữa và ngón cái ở đây và đặt ba lá bài này vào cái vị trí đúng với ba lá bài khán giả chọn ở đây này. Và rút nó ra đồng thời và vẫn làm dấu ngón út nha. Rồi. Đó, đó chính là cái bước số 2. Mình xem lại một lần nữa nha. Lấy ba lá bài này, làm dấu ngón út vào này. Đặt cả bài lên, vẫn giữ dấu ngón út như này nha. Cho khán giả chỉ ba lá, 1 nè, 2 nè và ba lá bài như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ đẩy sang một bên. Dùng ngón tay giữa để đẩy sang một bên như thế này. Các bạn có thể là để nó như này luôn hoặc là để nó vào vừa như này thì tùy các bạn nhé. Theo mình thì các bạn có thể để nó lộn xộn một chút để trông nó thật hơn. Đó, như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ dùng ngón tay giữa và ngón tay cái giữ ở đây
và lúc này chúng ta có thể nhấc được 3 bài cuối ra ngay lập tức nhá, tại vì chúng ta đã giữ ngón út lại rồi. Rồi nhấc nó ra và kéo lên trên như này, dùng ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa để giữ lại cái phần bài này, vẫn giữ ngón út đấy nhá và cầm lại đó. Rồi bây giờ thì các bạn cần làm động tác cuối cùng thôi, cái này thì đơn giản, đặt cái bộ bài này lên và cầm cả phần bài đi để làm phần bài cuối này thôi đó. Thực chất là các bạn vừa được học xong cái trò thuật này rồi đấy, nhưng mà có vẻ là các bạn vẫn chưa hiểu lắm đúng không? Bây giờ mình sẽ giải thích kỹ lại một chút nhé về cái cách hoạt động của nó. Rồi, vừa rồi là mình nói cho các bạn về cái kỹ năng chúng ta cần phải tập rồi. Đầu tiên các bạn sẽ cho khán giả đảo bài lên nhé, như thế này hoặc là như thế này theo kiểu Việt Nam. Rồi, sau đó các bạn sẽ xoay bài lại và nhớ lấy 3 con bài cuối cùng giúp mình. Và các bạn nhớ nhé, ví dụ trong trường hợp 3 con bài này nó không khác chất nhau này và hai chất giống nhau này, thì các bạn sẽ phải đổi với một cái chất khác như thế này. Ví dụ này, mình đổi chất bích vào thì nó sẽ khác nhau, là 3 con bài phải có chất khác nhau. Rồi, bích, tép và cơ khác nhau là được nhé, chứ không nhất thiết phải là 3 chất này. Sau đó các bạn sẽ nhớ 3 lá bài này, 6 bích này, quy tép này và quy cơ. Rồi, mình sẽ lần ngửa cả 3 lá bài này lên luôn để cho các bạn dễ hình dung trong cái phần hướng dẫn của mình nhé. Rồi, lần ngửa lại như này. Chúng ta sẽ làm dấu ngón út ở đây như thế này. Và khi các bạn tập được một thời gian thì nên để được ngón út nó nhỏ xuống thì càng tốt nha. Nhưng mới tập thì cứ để nó sâu hẳn vào không sao đâu. Rồi, cho các bạn chỉ 3 lá bài. 1 lá này, 2 lá này và 3 lá bài. Thực chất thì các bạn chỉ 3 lá bài nào không quan trọng. Về bản chất là tí nữa chúng ta sẽ đổi nó với 3 lá bài cho các bạn nhớ ở bên dưới. Rồi, mình sẽ kéo sang bên như này. Bây giờ thì bạn sẽ nói với khán giả rằng bạn đã giúp mình chọn ra 3 lá bài ngẫu nhiên đúng không? Tại vì họ chọn 3 lá bài ở đây mà. Rồi, các bạn sẽ kéo 3 lá bài ở đây ra ngoài như thế này và lấy đồng thời 3 lá bài luôn. Rồi, làm sao để có thể lấy được cái phần bài ra trông nó tự nhiên nhất có thể, thì lúc này các bạn sẽ cầm phần bài này này, đưa qua này, đồng thời dùng ngón tay cái cầm lấy phần bài luôn và đưa lên trên như thế này. Đó, thì trên tay khán giả sẽ chỉ còn 3 lá bài này thôi. Mình sẽ làm lại nha. 3 lá bài này, làm dấu ngón út này như thế này, đưa qua đặt lên đây. Đó, thì chỉ còn 3 lá bài đây thôi. Ở đây mình sẽ lần ngửa cho các bạn dễ nhìn nhá. Còn biểu diễn thì đương nhiên chúng ta sẽ úp nó xuống. Và mình có một cái mẹo cho các bạn ở đây, là khi mà chúng ta lấy 3 lá bài này ra ấy, làm sao để cho nó smooth nhất, nó mượt nhất có thể. Bây giờ ấy, cái việc quan trọng nhất là làm sao để cho khán giả nhìn vào mắt của chúng ta. Nếu khán giả nhìn vào mắt của chúng ta nhá, thì các bạn chỉ cần lấy ra và bỏ ra thật là tự nhiên nhất có thể là được. Tại vì khán giả đang không tập trung vào tay. Thì làm sao để có thể làm được điều đó? Các bạn chỉ cần hỏi một vài câu hỏi đơn giản thôi. Ví dụ nhé, không biết là họ và tên của bạn là gì nhỉ? Hoặc là tên của bạn là gì nhỉ? Thì lúc này chúng ta nhìn vào thẳng mắt của khán giả và hỏi, họ cũng sẽ nhìn thẳng vào mắt của chúng ta để trả lời. Rồi, sau khi mọi nhìn thẳng mắt các bạn thì chỉ cần một giây thôi, các bạn đưa qua này, lấy ra và đặt xuống. Nhớ nhá, cách hiệu quả nhất là làm khán giả chú ý chỗ khác chứ không nhìn vào tay nữa. Nếu mà các bạn để khán giả chú ý vào tay của các bạn ấy, thì các bạn có làm đẹp đến đâu, đẹp bao nhiêu thì cũng vô nghĩa. Tại vì dù gì ấy, nó cũng sẽ có một cái gì đó nó hơi mờ ám ở chỗ này nếu mà chúng ta đưa nó qua, đúng không? Thì cách tốt nhất là làm sao để khán giả không tập trung vào đây nhá. Rồi, sau khi xong bước đó rồi, các bạn đã cháo được 3 lá bài rồi, thì làm sao để các bạn có thể đoán được cái con bài khán giả nghĩ là lá bài gì? Tại vì trong cái phần biểu diễn ấy, thì mình cho khán giả nghĩ tới một lá bài, đúng không? Thì làm sao để chúng ta có thể biết được? Ở đây rất là dễ thôi. Ví dụ nhá, khán giả nghĩ tới con bài quy cơ chẳng hạn, thì ở trong video biểu diễn mình có hỏi khán giả rằng con bài của bạn chọn có phải màu đỏ không? Ví dụ trong trường hợp khán giả nói màu đỏ thì mình biết chắc chắn lá bài khán giả chọn là lá bài quy cơ, tại có duy nhất một con màu đỏ trong này thôi, đúng không? Ví dụ trong trường hợp khán giả nói con bài của họ chọn màu đen, thì ví dụ họ chọn con quy tép đi, thì mình sẽ cười và nói với họ rằng thế thì mình biết chắc chắn là con bài của bạn không phải màu đỏ. Đó, thế là chúng ta loại đi được một trường hợp, đó chính là con quy cơ, đúng không? Thì nó sẽ vào chất đen, là chúng ta có 6 bích và quy tép. Chúng ta đã nhớ hai lá bài này từ trước rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi thêm là con bài của bạn chọn có phải là con tép đúng không? Nếu họ nói có thì các bạn sẽ biết ngay được lá bài khán giả chọn là lá bài quy tép. Còn nếu nói không thì là lá bài 6 bích. Đơn giản đúng không? Đây là phép loại trừ thôi. Mình sẽ ví dụ lại một lần cuối cho các bạn xem nhá. Ví dụ khán giả nghĩ tới lá bài 6 bích chẳng hạn. Chúng ta sẽ hỏi con bài của bạn chọn có phải màu đỏ không? Khán giả nói không. Rồi, chúng ta biết là quy tép có 6 bích. Thì mình sẽ hỏi tiếp, con bài bạn chọn có phải con bích không? Đúng. Ok, thế thì mình biết rồi đấy, là con bài 6 bích đúng không? Chúng ta đã biết điều đó rồi. Chúng ta sẽ yêu cầu khán giả, bạn có thể bỏ con bài quy tép xuống được không? Đây không phải là con bài bạn chọn. Họ sẽ rất là bất ngờ về cái điều đó, tại vì họ không hiểu sao mình biết được cái lá bài này đúng không? Tiếp theo, cái lá bài bạn không chọn nữa là lá bài quy cơ, đặt xuống như thế này. Và con trên tay bạn là con 6 bích, đấy cũng chính là con bài bạn chọn. Và họ sẽ vô cùng bất ngờ về cái điều đó. Đó là về cái trò thuật này.
Rồi, đó là kết thúc cho ảo thuật vừa rồi. Và nếu anh em quan tâm đến những cái sản phẩm ảo thuật như những cái pad ở đây chẳng hạn, hoặc là những cái bộ bài ảo thuật, hay là nhiều những cái trò thuật hay ho hơn nữa, thì nhớ kiểm tra cái link shop dưới phần mô tả của video. Mình là Tôn MG, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.